Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bùa Nguyễn Phú Trọng ban hết linh Lê Thành Hải bị người vẽ bùa đẩy lên vị Đã nhiều bài viết tờ Thời báo chấm D luôn giữ quan điểm rằng ông Nguyễn Phú Trọng là con người rất khó lường Đình Thế Huỳnh bị quật ngã ngay giữa nhiệm kỳ là một ví dụ cho thấy điều đó Dù thân với ông Nguyễn Phú Trọng đến mấy đi chẳng nữa thì ông cũng sẽ ra tay một cách rất lạnh lùng không phải ngẫu nhiên mà ông Nguyễn Phú Trọng trở thành người có sức mạnh vô đối trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Một phần không nhỏ trong sức mạnh đấy là do bản chất lạnh lùng, khó lường của ông Nguyễn Phú Trọng. Vào tháng 10 năm 2017, nhân kỷ niệm sinh nhật 25 năm của tập đoàn Mường Thanh, chính ông Nguyễn Phú Trọng đã ghé khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông tại Nghệ An và viết tặng khách sạn của ông Lê Thanh Thản một lá bùa với bốn câu thơ có nội dung như sau. Lần này lại đến Phương Đông tình xưa nghĩa cũ mặn nồng mường thanh cố lên các chị các anh quê hương vẫn gọi sử xanh lưu truyền đây là hình ảnh lá bùa của ông nguyễn phú trọng ban cho ông lê thành thản không phải ai xin bùa của ông nguyễn phú trọng cũng được cho cả phải là người thân quen lắm mới có thể được như thế bởi chữ của ông trọng ban ra là tứ mã nan truy có nghĩa là nặng đến bốn con ngựa kéo hết sức nói theo tiểu thuyết Trung Quốc thì như vậy. Với lại ông Trọng tự coi mình là vua thì ông chỉ ban cho những cá nhân nào thân quen lắm mới được. Hầu hết các chủ doanh nghiệp Việt Nam đang cố gắng lắm để được chụp hình ké của ông Tổng Bí Thư rồi về nhà cho in to lên để trong phòng làm việc nhằm khoe uy. Chụp hình với Tổng Bí Thư đã khó, còn được Tổng Bí Thư vẽ bùa thì xem như ông chủ khách sạn Mường Thanh Lê Thanh Thản có trong tay kim bài miễn tử rất lợi hại. Thực sự đó là phải là kim bài miễn tử hay không là câu hỏi được đặt ra. Câu trả lời là có. Được biết, ông Lê Thanh Thản bị khởi tố từ năm 2019 vì tội lừa dối khách hàng nhưng đến nay đã 3 năm mà vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử. Vụ án do công an Hà Nội khởi tố, nguyên nhân thì không ai nói ra cũng biết đó là do bị kẹt lá bùa nên không ai dám động vào ông Thản và thực tế trong suốt 3 năm này, lá bùa trở thành thẻ kim bài miễn tờ cho ông Lê Thanh Thản. Đây là hình ảnh được lá bùa hộ mệnh ông Lê Thanh Thản vẫn thanh thản dù ông đã bị khởi tố từ năm 2019. Đấy là cái lợi của người được ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ban bùa. Tuy nhiên, chơi với ông Nguyễn Phú Trọng không an toàn. Ông Trọng có thể bảo vệ Lê Thanh Thản 3 năm nhưng không có nghĩa là bảo vệ mãi mãi khi quyền lực trong tay đã đạt đến mức gần như tuyệt đối, ông Trọng ra tay rất lạnh lùng, không còn nghĩ tới ân nghĩa gì nữa. Vào ngày 19 tháng 1 năm 2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết đã chuyển hồ sơ vụ Mường Thanh sang Bộ Công an để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật đối vụ việc liên quan đến dự án tổ hợp khách sạn trung tâm thương mại và căn hộ thuê bán ở Mường Thanh, thành phố Phủ Lý. Được biết, dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ thuê ở để bán ở Mường Thanh đã hoàn thành, đưa vào khai thác và kinh doanh từ tháng 6 năm 2017. Nhưng đến thời điểm thanh tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam chưa có quyết định giao đất cho thuê đất hoặc chưa xác định nghĩa vụ tài chính quyền sử dụng đất trên diện tích đất này. Hiện nay, hồ sơ của Mường Thanh đã nằm trong tay của Tô Lâm. Không biết ông Tô Lâm sẽ bóp hay nhà mà thôi. Lá bùa để bảo vệ ông Lê Thanh Thản 3 năm luật pháp không thể chạm đến và liệu lần này có thoát hay không thì cũng phải chờ thời gian. Đây là hình ảnh liệu ông Nguyễn Phú Trọng đã giải bùa để cho Tô Lâm ra tay hay chưa. Theo thông tin được biết, Tô Lâm nắm hồ sơ chưa chắc gì đã khởi tố bởi còn nhiều cuộc ngã giá đằng sau quyết định khởi tố này. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng hủy đi tính hiệu lực của lá bùa thì do vàng ông Tô Lâm cũng không dám bỏ qua vụ này nhưng nếu ông nguyễn phú trọng không nói gì đại gia lê thanh thản hoàn toàn có thể lo êm vụ này nghĩa là cho lên vị, nhưng không nhóm lò không có ai trong giới doanh nhân ở việt nam có được lá bùa ngàn vàng như ông lê thanh thản và cũng chính vì lá bùa này mà danh tiếng của ông nguyễn phú trọng đang bị hoen ố không ít vậy liệu ông trọng có giải bùa để luật pháp vào cuộc hay không thì chúng ta tiếp tục chờ xem sẽ rõ Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Bùa Nguyễn Phú Trọng ban hết linh, Lê Thanh Thản bị người vẽ bùa đẩy lên vị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin phòng tuyến bảo vệ gia đình bị chọc thủng vợ con ông Phúc như ngàn cân treo trên sợi tóc. Trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là trên Trung ương có rất nhiều miệng gọi nhau bằng đồng chí, nhưng trong lòng lại có những mối thâm thủ rất lớn. Có khi thủ hận đến mức không đội trời chung, đó là cơ hội là ra tay không thương tiếc với nhau. Thời của Nguyễn Xuân Phúc đã hết, lúc này ông như dậu đổ bìm leo cho nên rất có thể sẽ có hiện tượng các loại dây cuốn khác nhau tiếp tục vùi dập luôn của ông. Tờ Thời báo chấm D đã dùng từ bìm leo để nói đến các đồng chí đã chiến thắng trước ông Nguyễn Xuân Phúc. Còn truyền thông tự do thì không phải hùa theo bên thắng, đánh bên thất bại, mà truyền thông tự do làm nhiệm vụ chỉ trích tối nát của chế độ, những xấu xa của các quan chức đảng Cộng sản. Dù cho đó là quan chức có quyền lực cao ngất trời như ông Phạm Minh Chính hay ông Nguyễn Xuân Phúc, đó là nhiệm vụ của thông tin, luôn đưa đến sự thật với bạn đọc. Để hình ảnh, vợ ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Trần Thụy nghị Thu. Để đánh được Nguyễn Xuân Phúc không hề đơn giản, phải đi từng bước và chọn thời điểm chín mồi mới ra tay. Hội nghị bất thường của Trung ương Đảng vào ngày 5 tháng 1 vẫn chưa đến thời điểm, phải đến ngày 13 tháng 1 mới có thể và ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị ép viết đơn từ chức. Ông Nguyễn Xuân Phúc là người Quảng Nam nhưng ông đã thọc tay quá sâu vào Đà Nẵng, đặc biệt là sau cái chết của Nguyễn Bá Thành. Rất nhiều người của ông Nguyễn Bá Thành bị ông Nguyễn Xuân Phúc loại ra, mà cụ thể nhất là Nguyễn Xuân Anh, cựu bí thư Đà Nẵng và Nguyễn Bá Cảnh, con trai của ông Nguyễn Bá Thành. Ở Trung ương thì có rất nhiều người phải nhận cháy đắng vì ông Nguyễn Xuân Phúc, trong đó có ông Nguyễn Văn Hưởng, Thượng tướng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an, người này từng là cánh tay đắc lực của Nguyễn Tân Dũng và có quyền lực khá mạnh khi về hưu. Nếu ông Nguyễn Văn Hưởng thân với ông Nguyễn Tân Dũng bao nhiêu thì ông Trần Văn Vệ, trung tướng, cựu phó thủ trưởng thường trực của cơ quan điều tra cảnh sát Bộ Công an Việt Nam, cựu chính văn phòng của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng thân với ông Nguyễn Xuân Phúc bấy nhiêu. Đây là hình ảnh Nguyễn Thị Xuân Trang, con gái của ông Nguyễn Xuân Phúc. Vào năm 2019, ông Phúc bật đèn xanh cho tướng Trần Văn Vệ, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an bắt Đại tá Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo và Hồ Hữu Hòa về tội nhận hối lộ và môi giới hối lộ. Được biết, Nguyễn Duy Linh là con trai duy nhất của ông tướng về hưu Nguyễn Văn Hưởng. Hồ Hữu Hòa là cháu ruột của Hồ Mẫu Ngoạt, trợ lý của ông Nguyễn Phú Trọng hành động này của nguyễn xuân phúc được cho là động tới những thế lực rất lớn lúc đó ông nguyễn xuân phúc đang ở đỉnh cao của quyền lực và là đương kim thủ tướng lúc đó ông phúc bắt người và kết thúc mối thủ với phe cánh sau khi tướng trần văn vệ ra tay với nguyễn di linh và hồ hữu hòa thì không lâu sau đó trần văn vệ về hưu và không còn quyền lực gì nữa tuy nhiên mối làm ăn giữa gia đình trần văn vệ và gia đình nguyễn xuân phúc thì vẫn còn tháng 8 năm 2019, vụ bé trai Lê Hoàng Long 6 tuổi đang theo học tại trường Gateway ở cầu giấy Hà Nội đã bị tử vong trên xe đưa đón đã làm cho xã hội dậy sóng. Báo chí thì đổ lỗi cho những người ở tầng lớp thấp nhất của trường này và bảo vệ và có chức năng cũng có ít quyền. Cũng từ đó, người dân mới khui ra những cá nhân nắm cổ phần trong tập đoàn Edufit là chủ sở hữu của trường quốc tế Gateway, là người nhà của gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Trần Văn Vệ, Cụ thể như sau, Trần Thị Hồng Vân nắm 37,7%, Trần Thị Hồng Thạnh 35,7%, Trần Thị Huyền 14,3% và Nguyễn Thị Xuân Trang nắm 14,3%. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc mất chức xem như vợ con ông mất đi lá trắng vững chắc. Trong đó Nguyễn Xuân Trang lại là con gái của ông Nguyễn Xuân Phúc, Trần Thị Hồng Hạnh và Trần Thị Huyền là con gái của ông Trần Văn Đình chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần đông á ông đình là anh trai của ông trần văn vệ trần thị hồng vân là con gái của ông trần văn vệ theo thông tin chúng tôi có được cú ngã ngờ này của ông nguyễn xuân phúc là có sự góp sức của ông tướng về hưu nguyễn văn hưởng ông nguyễn văn hưởng có mối thâm thủ với trần văn vệ và cả nguyễn xuân phúc giờ thì quyền lực đã mất tuyến phòng thủ cho vợ con đã bị chọc thủng con gái và vợ ông nguyễn xuân phúc giờ không an toàn nữa có thể sổ khám bất cứ lúc nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Phòng tuyến bảo vệ gia đình bị chọc thủng, vợ con của ông Phúc như ngàn cân treo sợi tóc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo